Vị hoàng hậu duy nhất bị tuẫn tán của Đại Thanh, 12 tuổi nhập cung, rồi thành người đắc sủng, cả đời không rửa được vết nhơ gian dối với con chồng. Sách Thanh Sử Cảo viết, Nỗ Nhĩ Cáp Xích, sinh năm 1559, mất năm 1626, hãn hiệu Thiên Mệnh Hãn, là một thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Chân vào cuối thời Minh, Trung Quốc. Ông cũng là người lập ra nước Đại Kim vào năm 1616, tiền thân của triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Trong lịch sử Trung Quốc, Nỗ Nhĩ Cáp Xích được xem là người xây dựng nền móng, giúp con trai ông, Hoàng Thái Cực lật đổ triều đại nhà Minh để lập nên triều đại nhà Thanh. Về sau, Nỗ Nhĩ Cáp Xích được các hậu duệ truy tôn miếu hiệu là Thái Tổ, tức Thanh Thái Tổ hoặc Thái Tổ Cao Hoàng Đế, dù ông không giữ ngôi vị Hoàng đế Trung Hoa ngày nào. Nhắc tới nhà Thanh, hẳn sẽ phải nhắc tới Đa Nhĩ Cổn, một trong hai vị nhiếp chính vương nổi tiếng của nhà Thanh. Cái chết của ông trở thành vật hy sinh chính trị để các phe đấu đá với nhau, mà mẹ đẻ của ông, Đại Phi A Ba Hợi, cũng có số phận long đong không kém. Đại Phi A Ba Hợi sinh năm 1590, mất năm 1626, thuộc Ô Lạc Na Lạp Thị, là Đại Phi thứ tư của Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Xuất thân từ gia tộc danh tiếng và cường thịnh, tộc người Nữ Chân, sinh sống ở dưới chân núi Trường Bạch. Nàng nổi tiếng xinh đẹp, dáng người thướt tha, yểu điệu, thông minh, rất hiểu lòng người. Tuổi thơ của A Ba Hợi trôi qua vô ưu vô lo. Nhưng những ngày tháng tươi vui của A Ba Hợi trôi qua rất nhanh. Năm vạn lịch thứ 29, tức năm 1601, A Ba Hợi được gả cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đã sắp xỉ 44 tuổi làm tiểu thiếp. Cứ như vậy, một cô bé 12 tuổi còn chưa trải sự đời, đã tiến vào hậu viện toàn những người phụ nữ xa lạ, lớn hơn mình rất nhiều. May mắn thay, A Ba Hợi trời sinh thông minh, tính tình mềm mỏng, nên rất được Nỗ Nhĩ Cáp Xích yêu thích. Dần dà bà trở thành người đắc sủng nhất trong hậu cung của ông. Bà lần lượt sinh cho Nỗ Nhĩ Cáp Xích ba người con trai là A Tế Cách, Đa Nhĩ Cổn và Đa Đạt. Từ mối nghi kỵ ban đầu do liên hôn về chính trị, dần dà Nỗ Nhĩ Cáp Xích thật sự động lòng vì A Ba Hợi. Ông không hề che giấu sự sủng ái với cô vợ nhỏ hơn mình cả 30 tuổi. Sau khi kế phúc tấn cổn đại của Nỗ Nhĩ Cáp Xích qua đời, A Ba Hợi vượt mặt các thị thiếp khác đã vào hậu viện từ trước và được lựa chọn làm đại phúc tấn tiếp theo, hay còn gọi là đại phi. Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng vô cùng yêu thương ba hoàng tử do A Ba Hợi sinh ra, thậm chí còn có ý muốn đưa Đa Nhĩ Cổn, người con trai được cho là thông minh, cơ trí và dũng mãnh nhất của ông, lên làm người kế vị. Chuyện ngoại tình vợ lẽ con chồng chấn động. Thanh Thực Lục, biên niên sử viết về triều Thanh chép lại rằng, mặc dù được Nỗ Nhĩ Cáp Xích hết mực yêu thương sủng ái, nhưng A Ba Hợi lại cảm thấy cực kỳ chán ghét người chồng già nua này. Tâm lý này hoàn toàn có thể hiểu được, bởi lẽ A Ba Hợi vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, lại phải chung sống và ân ái với một người đàn ông già hơn mình tới 31 tuổi. Theo đó, A Ba Hợi được cho là đã nảy sinh ý định ngoại tình với một người đàn ông khác trẻ trung và phù hợp hơn với mình. Nhưng chuyện tìm đàn ông trong hậu cung để vui vẻ vốn vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích được cho là người rất đa nghi, hay ghen tuông và luôn đề phòng, giám sát chặt chẽ những người đàn ông ra vào hậu cung. Nhưng đề phòng người ngoài chứ khó lòng giám sát người nhà, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cuối cùng vẫn bị A Ba Hợi cấm sừng. Người tình của nàng không ai khác lại chính là Đại Thiện, con trai thứ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích và người vợ Tào Khang Đông Giai Thị. Đại Thiện lớn hơn A Ba Hợi 7 tuổi, nổi tiếng là danh tướng giỏi giang, dũng mãnh, từng cùng Nỗ Nhĩ Cáp Xích nam chinh bắc phạt, vào sinh ra tử, lập nhiều chiến công hiển hách. Một số tài liệu chép lại rằng A Ba Hợi đã tìm nhiều cách để quyến rũ Đại Thiện. Mỗi khi hoàng cung tổ chức yến tiệc, A Ba Hợi liền trang điểm lộng lẫy, liếc mắt đưa tình với Đại Thiện. Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Năm 1620, chuyện A Ba Hợi tư thông với Đại Thiện vô tình bị một tiểu phi của Nỗ Nhĩ Cáp Xích phát hiện và tố cáo. Khi nghe tin người vợ được mình hết lòng sủng ái lại tư thông với chính con trai mình, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vô cùng tức giận, ông liền đuổi A Ba Hợi ra khỏi cung. Những tưởng bị đuổi khỏi cung sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của A Ba Hợi. Nhưng Nỗ Nhĩ Cáp Xích chỉ là nóng giận tức thời,
Sau khi đuổi A Ba Hợi đi, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vẫn ngày đêm nhớ thương người vợ trẻ đẹp này. Năm 1621, Nỗ Nhĩ Cáp Xích cuối cùng cũng cho đón A Ba Hợi về cung, khôi phục vị trí đại phi và tiếp tục sủng ái nàng. Trước khi chết vì bệnh nặng vào năm 1626, Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã để lại di ngôn bắt đại phi A Ba Hợi phải tuẫn tán theo ông. Có người cho rằng vì Nỗ Nhĩ Cáp Xích quá ghen tuông, sợ mình đi rồi thì cô vợ trẻ vẫn còn đó nên quyết bắt bà phải chết theo. Nhưng cũng có thuyết cho rằng Hoàng Thái Cực đã nhúng tay vào việc này, bởi khi ép chết A Ba Hợi thì Hoàng Thái Cực cũng đồng thời ngăn chặn khả năng kế vị của con trai thứ của bà, tức Đa Nhĩ Cổn, người rất được Nỗ Nhĩ Cáp Xích yêu mến. Có nhiều lý do khiến A Ba Hợi dù biết bản thân bị ép tuẫn tán một cách oan ức nhưng không thể chống cự là bởi: thứ nhất, bà là đại phi của Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhưng lại vướng tin đồn không minh bạch với con thứ của chồng. Dù chuyện này có thật hay không, danh dự của bà và Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã bị ảnh hưởng. Chắc chắn Hoàng thân Quốc Thích sẽ không để một người phụ nữ có vết nhơ như bà trở thành thái hậu. Thứ hai, các con trai của bà hoàn toàn bất lực trong thời điểm ấy. Ngay cả Đa Nhĩ Cổn dù thông minh đến vậy cũng phải nhẫn nhịn, vì lúc ấy anh trai hơn 20 tuổi của Đa Nhĩ Cổn quá vô năng. Anh trai còn không đủ quyền lực ngăn phe phái Hoàng Thái Cực thì một mình Đa Nhĩ Cổn khi ấy chỉ có 16 tuổi, liệu có thể làm được gì? Mà dù A Ba Hợi có tìm ra lý do để phản kháng thì chỉ cần Hoàng Thái Cực bảo rằng bà nhất định phải chết đi để đi theo chăm sóc Nỗ Nhĩ Cáp Xích ở thế giới bên kia, bà chắc chắn không có quyền kháng cự. Nói tóm lại, A Ba Hợi khi ấy chỉ có thể chấp nhận sự an bài của vận mệnh. Sinh mạng là của bà, nhưng người quyết định sống chết của bà lại chính là con trai của chồng mình. Niềm an ủi duy nhất của cuộc đời A Ba Hợi là sau này khi con trai thứ Đa Nhĩ Cổn làm nhiếp chính thời Thuận Trị Đế đã dùng quyền lực bản thân truy tôn bà làm hoàng hậu. Nhờ vậy, A Ba Hợi trở thành người đầu tiên trong lịch sử nhà Thanh không làm hoàng hậu khi còn sống, cũng không sinh ra vị hoàng đế nào, nhưng vẫn có thụy hiệu hoàng hậu.